Xin chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống Của Tôi. Ngày hôm nay mình cùng với mẹ mình đến tiệm cá cảnh để mua một ký cá trê đem ra thả ở dưới chân cầu của đình Bến Bình Đông, quận 8 nha các bạn. Đây, mình và mẹ mình đang đi vào con đường để thả cá ở đây nè. Mời các bạn và mọi người cùng theo chân hai mẹ con mình nha. Có phía đây nè. Rồi, kìa có súng quá. Thank you.
mình sẽ ghi vào cái ngày tháng để mình bỏ. Đúng một năm sau thì mình sẽ vui nó nhé. Rồi cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm theo dõi coi đến giờ phút này. Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, xin hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ giúp kênh mình nha. Cảm ơn các bạn và mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt ạ.